Xin chào cả nhà. Xin chào mọi người ạ. Chúng ta đã bắt đầu có những khán giả đầu tiên rồi. Về tình hình thời tiết này, không biết là ngày mai các khu vực trên cả nước như thế nào, hoặc là quý vị chúng ta muốn cập nhật về tình hình thời tiết, về áp thấp nhiệt đới hoặc là bão trong thời gian tới chẳng hạn, hoặc là muốn xem là thời tiết ngày mai có thuận lợi cho việc đi chơi cuối tuần hay không, thì ngay lúc này chúng ta hãy cùng vào đây tương tác với Minh Châu và hãy đặt những câu hỏi về thời tiết mà quý vị chúng ta muốn cập nhật để Minh Châu gửi tới quý vị nhé. Tiếng Anh Phạm, miền Bắc hanh khô quá. Vâng, đúng rồi, miền Bắc thì đang trong chuỗi ngày nắng khô này, độ ẩm trong không khí thì khá là thấp. Vì thế mà quý vị chúng ta đừng quên là phải uống đủ nước, cũng như là nếu có thể thì hãy bôi kem dưỡng ẩm để da của chúng ta không bị nứt, không bị nẻ và không bị bong tróc. Khán giả Thanh Xuân Đỗ hỏi Bắc Ninh thế nào. Rồi, ngay bây giờ thì Minh Châu sẽ đến luôn thông tin thời tiết chủ đạo của các khu vực trên cả nước vào ngày mai, rồi sau đó mình sẽ trả lời lần lượt từng tỉnh thành mà mọi người yêu cầu nhé ạ. Như bạn Tiếng Anh vừa nói thì miền Bắc ngày mai vẫn, miền Bắc ngày hôm nay khá là hanh, và ngày mai thì vẫn sẽ là một ngày mà thời tiết nắng khô. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội này và các thành phố là từ 29 cho đến 32 độ. Về đêm và sáng thì trời lạnh, khi mà ở nhiều thành phố nhiệt độ chỉ ở mức 19 đến 20 độ mà thôi. Độ ẩm thì thấp, dưới 50%. Đó là lý do vì sao mà mọi người chúng ta cảm thấy khô và da mình thì bong tróc nứt nẻ. Và ngày mai một đợt không khí lạnh mới có thể sẽ tác động đến nước ta, nhưng mà đợt này không mạnh nên nhiệt độ không thay đổi nhiều. Không thay đổi nhiều. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thì trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm. Còn ở vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ sẽ phổ biến là từ 14 cho đến 17 độ. Khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là từ 17 cho đến 20 độ quý vị nhé. Còn khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi thì sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to đến hết ngày mai. Riêng từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì có mưa to từ đêm 16 tháng 10, tức là ngày thứ, hôm nay là 15, tức là ngày mai thì mưa lớn mới có xu hướng giảm ở những khu vực này. Còn ở Nam Bộ ngày mai thì mưa dông vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện về chiều tối này. Trong mưa dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời thì vẫn có nắng thôi, nhiệt độ thì vẫn ở mức 30 cho đến 33 độ. Rồi, bây giờ thì Minh Châu sẽ đến với từng tỉnh thành cụ thể mà quý vị chúng ta yêu cầu nhé. Quảng Trị còn mưa không? Quảng Trị ngày mai vẫn mưa bạn nhớ, lượng mưa phổ biến vẫn là từ 50 cho đến 100 mm đấy. Và sẽ có những nơi mà mưa còn trên 120 mm nữa. Bắc Ninh. Bắc Ninh thì đêm không mưa, ngày nắng này, nhiệt độ từ 20 cho đến 32 độ. Quảng Trị vẫn còn mưa. Nam Định ngày mai. Nam Định ngày mai trời có nắng này, sẽ là trạng thái nắng hanh và độ ẩm thấp cho nên là rất là khô. Đêm nay cũng không có mưa. Nhiệt độ ở Nam Định là từ 21 cho đến 30 độ nhé. Thời tiết Khánh Hòa tuần tới. Khánh Hòa. Đâu rồi nhỉ? Khánh Hòa. Trời sẽ có lúc có mưa rào và dông này. Nhiệt độ là từ 23 cho đến 31 độ. Bắc Cạn ngày mai à? Bắc Cạn ngày mai trời có nắng, trạng thái nắng hanh khô, đêm thì không có mưa. Cho nên là nhiệt độ ngày mai sẽ là cao nhất là 32 độ. Về đêm thì trời khá là rét, khi mà mức nhiệt chỉ khoảng 15 độ mà thôi. Thời tiết Hà Nội đêm không mưa ngày nắng bạn nhé, 21 đến 32 độ. Thật ra đây là một cái trạng thái thời tiết mà nó khá đặc trưng của mùa thu.
Và tranh thủ ngày mai là ngày cuối tuần nữa thì quý vị chúng ta có thể dậy sớm này, đi ăn sáng, uống cà phê, dạo qua những con phố mà nó thoang thoảng mùi hoa sữa và thưởng thức cốm. Đây là đều là những điều rất là lý tưởng trong mùa thu Hà Nội. Nhưng mà mọi người lưu ý là chúng ta phải bôi kem dưỡng ẩm đầy đủ này và uống đủ nước, tại vì không khí ngày mai rất là khô. Và nếu mà không không uống đủ nước chẳng hạn thì da mình sẽ bị bong tróc, ngứa ngáy, nứt nẻ rất là khó chịu đấy ạ. À, đúng rồi, khả năng thì từ ngày 20 tháng 10 thì trên vùng biển sẽ có một cơn áp thấp nhiệt đới quý vị nhé. Và sẽ có khả năng mạnh lên thành bão số 6 đấy ạ. Quảng Ngãi ngày mai vẫn có mưa bạn ơi. Sẽ có mưa vừa, mưa to và có dông nữa. Đà Nẵng ngày mai vẫn có mưa, nhưng mà mưa sẽ giảm hơn so với ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nước thì sẽ cũng từ từ đấy mà rút dần thôi ạ. Tuyên Quang đêm không mưa ngày nắng, 19 đến 31 độ. Ninh Bình đêm không mưa ngày nắng nhá, 23 đến 31 độ. Hòa Bình thì đêm không mưa ngày nắng, 20 đến 32 độ. Vâng, phải đúng là lâu lắm thì Minh Châu mới được tiếp tục livestream với mọi người. Rồi. Đắk Lắk à? Đắk Lắk. Đâu rồi ta? Đắk Lắk thì chiều tối mai sẽ có lúc có mưa rào và dông nhá, 18 cho đến 24 độ. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đêm nay sẽ không có mưa, ngày mai trời nắng nhưng mà sẽ là trạng thái nắng gián đoạn, nắng đang xen với mây. Chiều tối mai thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ bạn nhé. Phú Quốc đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi đấy ạ. Còn ban ngày trời nắng, có lúc nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 cho đến 31 độ. Hà Tĩnh thì có mưa vừa mưa to và có dông, 21 đến 28 độ nhé. Huế thì có mưa vừa, có mưa to và dông, nhiệt độ là từ 20 cho đến 27 độ. Nghệ An à, đâu rồi nhỉ? Nghệ An thì có lúc có mưa rào này, nhiệt độ từ 22 cho đến 29 độ. Nhìn chung ngày mai mà khu vực mà thời tiết ổn định nhất là miền Bắc, trời có nắng, không mưa này, nhưng mà nắng sẽ hơi khô. Còn những khu vực khác thì đều có mưa, nhưng mà chỉ khác nhau về tính chất và thời gian mưa mà thôi. Ở phía Bắc Trung Bộ thì sẽ là trạng thái mưa rào. Còn từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Nam thì sẽ là có lúc có mưa vừa mưa to và có dông. Ở Tây Nguyên thì mưa là về chiều tối, còn Nam Bộ thì cũng là mưa về chiều tối luôn. Nha Trang có lúc có mưa rào và dông là nhiệt độ từ 23 cho đến 31 độ. Thái Bình à? Thái Bình đêm không mưa ngày nắng nhá. 20 đến 30 độ. Đêm không mưa ngày nắng. Thanh Hóa cũng đêm không mưa ngày nắng, 21 đến 29 độ. Đây là một mức nhiệt rất là mát mẻ và rất là lý tưởng cho một ngày cuối tuần luôn ạ. Hiện tại thì bản tin livestream này đang bị bóc tương tác, nên là quý vị khán giả khi mà chúng ta bình luận thì nhiều khi Minh Châu sẽ không thể thấy được. Và Minh Châu sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất những tỉnh thành đến với quý vị. Và trong trường hợp mà mọi người chưa được cập nhật những cái tỉnh thành mà mình muốn mong muốn yêu cầu thì mọi người cũng thông cảm nha. Tại vì đây là lỗi kỹ thuật. Ở Hải Dương thì đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 21 cho đến 32 độ. Phú Thọ à?
Phú Thọ đêm không mưa ngày nắng nhé, 20 cho đến 31 độ. Nhìn chung thì khu vực miền Bắc ngày mai, cả vùng núi đến Trung Du và Đồng Bằng đều chung trạng thái là đêm không mưa ngày nắng. Nhiệt độ thì ban ngày dao động từ 29 cho đến 32 độ. Về đêm thì sẽ có một số nơi trời chuyển rét như là Lai Châu này, Cao Bằng này, Lũng Cú chẳng hạn, Lạng Sơn. Những cái nơi mà ở vùng núi cao thì nhiệt độ có thể sẽ dưới 15 độ. Còn ở vùng đồng bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, thì nhiệt độ sẽ là từ 19 cho đến 21 độ. Thời tiết thì đang chuyển thu rồi và dần dần sẽ chuyển sang mùa đông. Vào giữa tuần sau, vào thứ tư, thứ năm thì có thể sẽ có sóng lạnh bổ sung, cho nên là khu vực miền Bắc sẽ nhiệt độ sẽ hạ xuống hơn nữa và ban đêm thì có thể chuyển rét. Kon Tum mà, Kon Tum thì chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 19 cho đến 27 độ. Ở Đà Lạt thì đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông quý vị nhé, 15 cho đến 25 độ. Đà Lạt này, Bảo Lộc, Lâm Đồng thì cũng chung trạng thái là đêm không mưa ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Quảng Trị thì có mưa mưa to, Quảng Trị có mưa to và có dông, 20 đến 25 độ. Hà Nam mà, Hà Nam đêm không mưa ngày nắng, 23 cho đến 31 độ. Ở Cao Bằng đêm không mưa ngày nắng nhá, 13 đến 32 độ. Ở Sa Pa cũng như thế, đêm không mưa ngày nắng luôn, 13 đến 19 độ. Nói chung là ngày mai khu vực miền Bắc thời tiết ổn định, nắng khô, đêm không mưa ngày nắng khô. Còn ở miền Trung thì ở phía Bắc của miền Trung thì có thể sẽ có mưa rào. Còn khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Nam thì sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong đó mưa to nhất là từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì mưa sẽ lùi dần về chiều tối. Chắc là Minh Châu xin phép dừng bản tin livestream ở đây, tại vì bây giờ bị bác tương tác cũng không thấy được bình luận của mọi người nữa. Và xin chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ, và để cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất thì đừng quên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và cũng như là bản tin livestream, bản tin chào ngày mới của dự báo thời tiết VTV quý vị nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại vào những bản tin sau ạ.